Nguyễn Văn Tần và Phạm Bá Vinh. Xin kính Xin chào hai ông. kính chào cô Lan Chi và xin kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Dạ, xin kính chào cô Lan Chi Dạ vâng. và chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại. À, vâng, thưa ông Tần, trước khi được phép hỏi ông một câu hỏi thì có lẽ xin ông vui lòng tóm tắt về diễn biến cuộc bầu cử ban chấp hành mới của cái nhiệm kỳ sắp tới như thế nào? Thưa, theo sự công bằng, tổ chức cộng đồng đã mời một ủy ban bầu cử và giao khoán lại công tác bầu cử cho ủy ban bầu cử với lời nhắn là: thưa quý cụ, bất cứ quý cụ cần gì xin gọi con và cộng đồng sẽ nỗ lực hết sức giúp đỡ. Thì các cụ không gọi và kết quả là cuộc bầu cử có những cái trục trặc. Đây là những cái nét chính. Trong hết chương không nói gì chuyện đó cả. Đó. À, vâng, xin cảm ơn ông. À, xin chào ông Phạm Ba Vinh. Tôi xin phép được đặt câu hỏi với ông như thế này là sau khi ông Nguyễn Văn Tành trình bày cái diễn biến bầu cử cũng như trình bày lý do vì sao ông ấy phải có một cái quyết định gọi là thông qua 38 liên danh. Và sau khi đọc được bài báo của quý ông Phạm Bá Vinh cũng như là Nguyễn Việt Quang, ông cũng giật mình thấy là có vi phạm hiến chương do cái thời gian quá ngắn cho nên nó phải lùi lại. Vậy thì nếu như ông và ông Nguyễn Việt Quang đã đưa ra cái bài báo này, vạch ra những cái điều mà quý vị cho là bị vi phạm hiến chương, thì hẳn là quý ông cũng đã có một cái phương cách, một cái đường hướng để giải quyết chăng? Thì ông có thể trình bày theo cái ý kiến của ông, cái phương cách nào có thể tương đối được gọi là tốt đẹp nhất cho cái cộng đồng vùng chúng ta? Vâng, thưa cô Lan Chi và thưa quý khán thính giả, khi mà chúng tôi đã đưa ra một cái vấn đề thì chúng tôi cũng nghĩ có cái phương pháp để giải quyết, nhưng phương pháp này chưa chắc là đúng, nhưng mà theo cái thiện ý của chúng tôi là tương đối, là đây là chỉ đề nghị của chúng tôi mà thôi, chứ không phải là xác quyết là phải làm. Xoay sở cách này cách kia để kiếm cho được cộng đồng Modi. Cái trở ngại này tôi thấy sẽ không còn chấm dứt, sẽ không chấm dứt và sẽ còn nhiều rắc rối. Không, Và thưa ông tôi Nguyễn mong Văn Tần, tôi xin phép ngắt lời ông. Đó là gọi là cái ý kiến chủ quan của ông thôi. Riêng cá nhân tôi nghĩ rằng trong vòng này có rất là nhiều người yêu nước và tất cả đều tiến đến một mục đích chung. Cho dù đó là ông Đoàn, ông Đinh Hùng Cường hay ông Lý Văn Phước hay là ông Đỗ Hồng Anh là những người mà có triển vọng là sẽ ra ứng cử chủ tịch. Tôi nghĩ rằng một khi mà đã hiện diện trên cái đất Hoa Kỳ này coi như là một cuộc bỏ phiếu bằng chân rồi, thì tôi tin tưởng quý vị đó sẽ là vì cộng đồng, vì đồng bào, vì đất nước. À, vâng, xin cảm ơn ông. Thế tôi còn ý nghĩ kiến của có ông? một câu chắc này. Tôi nghĩ thật sự chỉ có một người mà giải tỏa tất cả mọi chuyện yên ổn được là ông Vinh, nói đúng, ông Đinh Hồng Cường. Nếu ông Đinh Hồng Cường À, vâng, cảm ơn ông Nguyễn Văn Tần. Tôi thì cũng là quá mới mẻ cho nên là cũng chưa biết được gì nhiều về quý vị ở đây, nhưng mà với sự đề cử của ông Phạm Bá Vinh và ông Nguyễn Văn Tần cũng cho biết rằng cái nhân vật có thể ra lãnh đạo cộng đồng và đem lại mọi cái sự yên bình là ông Đinh Hùng Cường, thì tôi cũng rất là hy vọng ông Đinh Hùng Cường sẽ nghe được những lời kêu gọi này để ông ra. Còn thưa ông bà Phạm Bá Vinh, ông có một câu hỏi nào để đặt ra với ông Nguyễn Văn Tần nữa chăng? Vâng, tôi thứ nhất là tôi có cái câu hỏi mà đặt trong Nguyễn Văn Tần, nhưng hồi nãy ông đã được giải quyết rồi. Tức là cầu huynh thánh hưng, tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì mà ông Quân cả. Và Dạ ngay hôm đó tôi nói ông Quân là tôi không có cam kết gì cả. Đó. vâng. Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn Văn Tần. Theo cá nhân của tôi hôm đó tham dự thì tôi nghĩ hẳn là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng mong mọi việc được dàn xếp êm đẹp để cái cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn Washington cũng như là Maryland không có bị phân hóa làm hai. Tất cả thì cũng chỉ vì mục đích chung mà thôi. Có thể là trong một giây phút nào đó thì có một cái sự hiểu lầm nho nhỏ, thì bây giờ thì có những một sự giải tỏa cũng như ông vừa giải tỏa thì ông Phạm Bá Vinh cũng đã có hiểu, và sự giải tỏa như sự trình bày của ông thì tôi cũng nghĩ rằng quý đồng hương sẽ hiểu là ông có trách nhiệm thông qua để cho được mọi việc êm thấm. À, vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Tần và cũng xin cảm ơn ông Phạm Bá Vinh về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Rất mong rằng quý đồng hương sẽ được hiểu rõ hơn về cái diễn biến tình hình bầu cử vừa qua, và có lẽ là thể theo lời đề nghị của quý ông, chúng ta cần phải đưa ra lời kêu gọi đến ông Đinh Hùng Cường.
Cảm ơn cô Lan Chi và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi cái chương trình hội luận và trò chuyện với Lan Chi hôm nay.